Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mong là những video mình chia sẻ về cái hành trình cô gái miền Tây lấy chồng Việt Kiều có thể giúp các bạn giải trí hoặc là giải đáp được những thắc mắc của mọi người khi mọi người đang, đã và sắp lấy chồng Việt Kiều. Tìm hiểu thêm về thông tin cũng như là muốn biết về những cái rắc rối khi lấy chồng Việt Kiều như thế nào, hoặc là những thuận lợi khi mình được lấy chồng Việt Kiều ra sao, thì mong các bạn hãy xem video và ủng hộ Cự Minh bằng cách đăng ký kênh nhé. Mình sẽ quay trở lại mau thôi ạ. Xin chào, hôm nay mình có một cái chủ đề chia sẻ với tất cả mọi người là cái hành trình của gái miền Tây lấy chồng Việt Kiều như thế nào. Thì hôm nay là mình sẽ làm một phần trong cái video đó, trong cái câu chuyện mà mình kể cho các bạn nghe, là hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái chuyện là chồng mình đi về Mỹ làm thi quốc tịch và cái khó khăn khi mà chồng mình thi quốc tịch như thế nào nha. Thì mình sẽ đi thẳng vào chủ đề là khi mà chồng mình lấy mình xong rồi trở về Mỹ, thì cái lúc đó là chồng mới đi xin thi quốc tịch. Tại vì cái thời gian khi mà ảnh bên Mỹ này á, ảnh lười thi quốc tịch, ảnh nghĩ là ảnh có thẻ xanh rồi, thì thẻ xanh của ảnh là vĩnh viễn, cho nên nó không cần phải thi quốc tịch để làm gì. Rồi với phần trong đầu ảnh có ý định là ảnh sẽ về Việt Nam sống, cho nên ảnh không có muốn thi quốc tịch. Ảnh nghĩ là thôi kệ, mình có thẻ xanh rồi, rồi cũng được rồi, không cần phải thi quốc tịch. Nhưng mà ảnh không có biết là ảnh gặp mình ở Việt Nam và lại kết hôn với mình ở bên đó. Thì ảnh mới suy nghĩ, lúc đó là ảnh mới suy nghĩ được đó, là ảnh phải vô quốc tịch, ảnh mới có thể rước mình qua Mỹ này được và chung sống với mình bên đây được. Tại vì ảnh thấy được một điều đó, là ở bên Việt Nam nó dù gì dù đó, các bạn có tiền đi chăng nữa, nó cũng không có bằng cái văn hóa ở bên đây, và những cái y tế của bên Mỹ nó tốt hơn mình Việt Nam rất là nhiều. Cho nên ảnh nghĩ về tương lai và ảnh muốn tương lai cho mình, và kể cả khi hai vợ chồng có con thì con cũng sẽ tốt đẹp hơn. Cho nên ảnh bắt đầu nộp đơn thi quốc tịch. Thì trong thời gian nộp đơn thi quốc tịch đó, thì ảnh bị làm khó rất là nhiều. Vì họ nói là chồng mình là tại sao mà ở bên Mỹ bốn mấy là lúc năm đó ông thi. Cái xong chồng mình mới nói là tao có vợ, cho nên tao muốn thi quốc tịch để tao bảo lãnh vợ tao qua đó. Thì các bạn biết không, họ không có tin mình, họ sợ là mình thế này thế kia. Và với phần á, cái người Việt của mình đã thi quốc tịch nhiều quá rồi, những các nước họ qua đây nhiều quá, cái họ muốn giảm bớt cái người nhập cư, cho nên hỏi đủ điều hết trơn, làm khó đủ điều hết trơn á, để cho mình nản chí mình không có vô quốc tịch nữa. Với phần á, chồng mình lúc mà ở bên đây mấy cái năm đó là không có đi nghĩa vụ quân sự á, như Việt Nam gọi là nghĩa vụ quân sự á. Đúng rồi, bên đây gọi là đi lính. Thì chồng mình ở bên đây ảnh không có đi lính, thì nó mới hỏi là tại sao mày ở bên đây mấy chục năm mà mày không đi lính. Thì họ mới bắt từ cái lỗi đó, họ bắt là họ nói là tại mình sống bên đây mấy chục năm mà mình là công dân, mình thường trú nhân của nước Mỹ mà tại sao mình không đăng ký đi lính. Thì họ mới bắt cái tẩy đó và họ làm khó, cứ bắt mình phải nộp hồ sơ này rồi bắt mình làm cái hồ sơ kia. Có nhiều khi hả, những cái việc nó bé xíu gì nè mà họ cũng moi ra. Ví dụ như chồng mình là đợt đó, là thời gian đó là ổng bị lái xe uống rượu. Thì cái lúc đó là chồng mình nói là thời gian đó là có luật nó chưa có ban hành là uống rượu lái xe là phải phạt tù hoặc là tước bằng lái gì đó. Thì nó rất là nhẹ, chỉ là kêu vô rồi phạt sơ, rồi phạt tiền sơ rồi xong rồi thôi à. Nhưng mà cái nó moi là cái tiểu sử là chạy xe mà uống rượu như vậy đó, cái bắt chồng mình phải đi là cái tòa đó xin là tại sao phạt như vậy. Rồi trong cái thời gian mà đó thì đóng tiền phạt chưa, để đổi là rất là nhiều thủ tục, nó bắt mình làm khó khăn lắm. Cái chồng mình lúc đó là xin cái quốc tịch đó là 2 năm á các bạn.
nó đi 2 năm trời, là khi mà chồng Minh lấy Minh xong rồi là đi về Mỹ này, rồi là ổng 2 năm sau mới quay lại. Các bạn biết không, mới gặp nhau có mấy tháng à, mà lấy nhau xong rồi xa cách 2 năm trời, thì lúc đó mình bị gọi là không chờ đợi được á. Và tại vì lúc mình gặp nhau nó không có tình cảm gì nhiều á, cho nên nó bắt đầu mình muốn nản chí á. Cái hả, hai vợ chồng cứ gây nhau hoài à, gây lộn hoài à. Mình á thì mình nghĩ là chồng mình không muốn về Việt Nam. Cái ổng cứ gây, ổng nói hả hả giấy tờ nó làm khó, tại mình đâu có biết là ổng là bị làm khó thiệt hay là do ổng sợ ổng không về đó, mình nghĩ trong đầu mình vậy đó. Cái mình cứ gây lộn với ổng hoài à. Thì cấp sau rồi khi ổng về được rồi á, khi ổng xin được giấy ổng về rồi á, thì mình mới biết là ổng bị làm khó. Tại vì họ thấy là chồng mình nó lớn quá rồi mà tới giờ không vô quốc tịch, mà bây giờ vô quốc tịch chi nữa, giống như nó muốn làm khó cho mình, nản mình bỏ nó. Các bạn biết không, cái thời gian đó là kêu bằng gian truân cực kỳ, mà cái số tiền mà phải đi mướn luật sư để nói chuyện á, thì khi chồng mình nói lại với mình á, là mỗi một lần nói chuyện với luật sư như vậy là nó tính tiếng đồng hồ các bạn. Ví dụ như các bạn ngồi nói chuyện đúng không, là người ta hẹn mình 5 giờ đi, thì bắt đầu từ từ 5 giờ đó là họ sẽ tính tiếng đồng hồ, cứ một tiếng đồng hồ vậy là 200 đồng, 200 đô á, cứ một tiếng đồng hồ là 200 đô, tiếng đồng hồ 200 đô, 200 gì đó, đại loại mình nhớ là khoảng 100, 200 gì đó. Đó là cứ tính tiếng, mà nói chuyện 2, 3 tiếng đồng hồ thì là bao nhiêu tiền, tính ra vậy đó các bạn. Rồi cái chồng mình nói ví dụ như bây giờ mình nói chuyện với nó cái người luật sư thôi, mà mình nói xong rồi mình không muốn làm nữa thì các bạn vẫn phải đóng cái tiền mà nói chuyện với luật sư đó. Còn khi mà ra hầu tòa hay là làm cái gì thủ tục mà cần riêng nữa, và thủ tục tòa đồ đó là mình cũng phải đóng tiền tòa riêng nữa. Cho nên hả, thời gian đó là chồng Minh kêu bằng hơi bị đuối về cái mặt tiền bạc, phải chi rất là nhiều để thi quốc tịch. Cho nên hả, mình thấy hả, chỉ là những cái người mà thật sự là yêu thương mình họ mới làm được thôi. Nếu như không thì chắc có lẽ chồng mình cũng đã bỏ cuộc và đi về Việt Nam sống rồi. Tại vì nó về Việt Nam thì nó khỏe hơn, mình đâu có cần phải thi quốc tịch, đâu cần phải làm khó để cho họ làm khó làm dễ gì. Nhưng mà chồng mình nghĩ là cố gắng thi quốc tịch vô để quay về và rước Minh qua để cho có vợ có chồng cho nó vui. Cho nên chồng mình nhất quyết thi, dù nó làm khó cỡ nào cũng nhất quyết thi. Khi mà thi được rồi á, khi thi xong rồi á, thì cái thằng người tòa đó đó với cái người luật sư á, làm cho chồng mình á bắt tay mừng mừng, là nói là chúc mừng mày. Và cái người tòa thì nói là chúc mừng mày đã không bỏ cuộc và bây giờ mày đã có quốc tịch rồi đó. Và cái người thứ hai nữa là cái người luật sư thì nói hả, lần đầu tiên tao làm một cái kê mà nó làm khó đến như vậy, và cái kê của mày á là nó làm khó đến mức mà tao không nghĩ đến là cái chuyện đó là nó sẽ làm khó mà đó. Các bạn biết không, là cái người luật sư nó họ nói với chồng mình như vậy rồi á, mà chồng mình cũng gán đeo, tại vì ông mình nghĩ là vì vợ cho nên gán đeo, cỡ cũng đeo, tốn bao nhiêu tiền cũng cũng chi hết trơn để làm cho được, để rước vợ qua. Thì hả, cái quá trình mà làm giấy như vậy hả, chồng mình nói hả, anh không nghĩ là anh lấy được quốc tịch luôn á, tại vì anh đeo thì anh gán đeo thôi, chứ anh không không nghĩ là đến khi nào mà anh mới có được quốc tịch. Tại vì cái người luật sư họ làm cho anh mà họ còn nản, họ nói là cái kê của mày khó quá à, bây giờ mày đeo không, nếu như mày không đeo thì chắc tao cũng không làm cho mày, tao bỏ cuộc đó. Kể cả người luật sư mà họ cũng còn muốn bỏ cuộc, huống hồ chi chồng mình. Mà khi mà vô quốc tịch được rồi á, thì cái người mà tòa đó họ chúc mừng, họ nói là chúc mừng mày đã không bỏ cuộc và hôm nay là mày được vô quốc tịch. Thì những cái khó khăn mà chồng mình vượt qua thì cũng kêu mà những khó khăn mà chồng mình vượt qua thì cũng giúp cho vợ chồng được sum họp và mình có mặt trên nước Mỹ ngày hôm nay. Thì hả, không biết nói gì hơn nữa. Bao nhiêu cảm xúc khi mà chồng mình về mà khoe được, bắt đầu mình cảm thấy rất là vui và mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi khi được một người đàn ông mà yêu thương và trân trọng mình đến như vậy.
Cho nên đó, hả, hôm nay mình muốn chia sẻ đến tất cả mọi người là về cái câu chuyện của mình và cái câu chuyện là chồng mình đi thi quốc tịch khó khăn như thế nào. Đến đây mình sẽ kết thúc video và video sau là mình sẽ kể tiếp về cái hành trình của cô gái miền Tây lấy chồng Việt kiều như thế nào. Tại vì cái câu chuyện mà mình từ bên Việt Nam mà qua tới Mỹ này là nó rất là dài và nó có rất là nhiều chi tiết để mình chia sẻ với tất cả mọi người, cũng như là cái kinh nghiệm mà mình mắc phải, kinh nghiệm mà mình có và những cái khó khăn mà mình mắc phải, mình sẽ chia sẻ tất cả ở trên video của mình. Mong các bạn hãy đăng ký bên dưới và để lại comment những câu hỏi mà các bạn thắc mắc thì mình sẽ trả lời hết tất cả cho mọi người. Và những video mới nó sẽ ra vào 8 giờ sáng và 8 giờ tối. Mình sẽ cố gắng hết sức để có những cái video đều đặn cho tất cả mọi người xem. Cảm ơn các bạn đã xem video và bye bye, hẹn gặp lại. Chúc mọi người năm Kỷ Hợi thật nhiều may mắn và thật nhiều sức khỏe, tiền lộc đầy nhà, cũng như là con cháu ngoan ngoãn, thành công trong công việc và sự nghiệp tình yêu của mình nhé. Bye bye, hẹn gặp lại.